kinh sinh đức tin của thánh Phêrô, Đức Giêsu đã thiết lập hội thánh của mình khi nói với người: anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy. Với tinh thần mến yêu hội thánh, chúng ta cùng ca thiết nguyện xin. Đức Thánh Cha là đấng kế vị thánh Phêrô và thay mặt Đức Giêsu điều khiển hội thánh, củng cố đức tin của người khi có mặt trên khắp toàn cầu. Chúng ta hiện lời cầu xin Chúa dìm giữ người để nhờ người đức tin của mọi tín hữu luôn bền vững sẵn sàng. Xin Chúa gặp nhiều phong ba bão táp, lắm lúc ngã nghiêng nhưng không bao giờ chìm. Chúng ta hiện lời cầu xin Chúa thánh thần dịch chữ con thuyền hồn thánh luôn được an toàn Chúa đến trần gian. Xin Chúa chúng con. Hội thánh có trách nhiệm gìn giữ kho tàng đức tin được vẹn toàn, giáo lý luôn được. Ta hiện lời cầu xin cho các Kitô hữu biết luôn khiêm tôn vâng theo lời giao huấn của hội thánh. Xin Chúa lời chúng con. Yêu mến hội thánh hết lòng là trách nhiệm của từng người Kitô hữu. Chúng ta hiện lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta biết luôn yêu mến hội thánh qua việc sống đạo gương mẫu và hết lòng công tác với các vị mục